Sợ lắm hả? Nhiều quá hả? Quá hả? Giờ mình bắt con nào trước đây? Bắt cửa này. Cái này hả? À, cái này. Ok. Cái này nha. Bắt con cá nó cắn, nó cắn. Bắt cái này nha. Cá. Dạ. Ok. 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 Cho. Ô, nó cắn. Bây giờ cắn. Bây giờ bắt. Đừng, con làm nó sợ. Bệnh nào nữa, bệnh nào nữa, con thích bệnh nào nữa? Cái này nha. Cái này nha. Xì ra con cá. Là con cá. Dạ. Ở bắt gì? Bà đổi nha. Đây ở con cá bơi. Bao. Bao. Con cá bơi hả? Con cá bơi hả? Con cá đó. Hay không? Hay chưa? Hai ba. Hai. Con cá này. Đó, chụp hình. Con cá. Bà con cá. Bao. Con cá. Con nào bây giờ giờ muốn bắt báo con nào đây? Con này nha. Ok. Con cá. Ừ. Bao. Này nghe này, nghe này. Chì cá. Chì cá. Là chì cá hả? Ừ, chì cá. Sao là còn đụng vô chi cho chảy máu đụng. Không sao đâu. Rồi bắt cái nào nữa nè. Cái này nha. Ok. Và con cá bò quá. Và con cá. Ba chồng mì nè. Ừ, bò quá cho con mình coi nè. Cho mình chơi cá nè. Ồ, con cá bò quá. Ừ, cá non nè. Ui. Rồi con nào nữa đây? Giải thích con nào nữa đây? Con này hả? Con cá nữa. Con cá bò quá. Rồi lát nữa mình thả ha, lát nữa mình thả từng con vô hồ ha. Dạ. Đó, quá trời cá luôn. Quá trời cá luôn. Rồi, giờ bà thả con này nha, bắt này nha. Ok. Đồ quá ơi. Wow. Con cá vàng. Dạ. Ốc vàng. Ừ, vàng. Ốc con cá. Hả? Wow. Ui. Con làm nó sợ. Mà con cá vậy. Con cá vậy. Sợ. Sợ quá. Sợ lắm, gọi là nó sợ lắm. Ốc. Ốc hả? Gì ốc mà nè? Gì ốc ghê quá. Tao muốn mấy ốc này để nó diệt mấy con rêu đi không? Nó rêu nó bám khô quá trời hồn. Mình mua ốc này để cho nó ăn mấy cái rêu đi. Để nó sạch cái hồ. Hiểu không? Ốc. Cắn gạo luôn hả?
Sao ghê vậy? Ốc chưa còn ai? Còn nhiều lắm. Bao nhiêu quá? Quá trời ốc luôn nè, trời ơi. Quá trời ốc đẹp luôn. Đó. Đó. Thấy chưa? Ui 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 ui, con làm nó sợ. Đứng đứng. Lau tay đi, lau tay đi, thằng dễ lau tay đi. Bắt cá. Ồ. Bây giờ là bà phải chuyển nước qua đây để nó ổn định nước, nó không bị sốc nước, đúng không? Dạ. Ừ. Rồi con phụ ba nè, con phụ ba đi. Phụ ba đi. Con cầm này. Rồi con đưa vô hồ. Rồi con cầm nha, con cầm nhìn ba nè, nhìn ba nè. Chưa? Để qua ăn đứng. Ăn được. Ừ. Để con cá. Đừng 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 con đừng, đừng. Rồi, bà cảm ơn. Rồi. Con nhìn này, bà ăn vô nước cái này. Đó, như vậy cá nó sẽ ổn định, nó không có sợ, hiểu không? Nó không sợ nước, nó vô cá nó sẽ bơi nhanh hơn. Con hiểu không? Ba cho nước cái này nó cá nó sẽ quen nước rồi nó sẽ bơi nhanh rồi nó bơi đuôi với con cá trong hồ mình luôn. Hiểu chưa? Đã hiểu chưa? Hiểu. Ừ. Hiểu mất con cùng cá bơi. Ừ, được rồi. Vừa quá. Ừ, vừa quá. Ai biết con cầm không đàng hoàng đó. Hả? Con cùng. Thôi bây sao mày con nhìn cá con chơi cái đi. Con chơi với cá đi. Nó nhảy nó bơi kìa. Đâu? Bơi cá ra cỏ nè. Nhảy. Nè giữa chùi nè. Á, tao nè. Á, à chùi nè. Không sợ gì luôn hả? Thấy vậy? Ừ? Con cầm cá. Ôi đừng cầm, con cầm nó sợ. Nó sợ là nó vô bộ nó bơi đâu. Nha. Con cầm ốc. Không, đừng như vậy con, cá nó sợ. Không được. Không được. Cá nó sợ. Bà cũng vậy. Bà hả? Bà má á ông cầm đánh. À cá nó hư là đánh nó hả? Nó chịu không? Ồ. Thế rồi. À hồ bên đây hả? Hồ bên này to hơn, hồ bên này to hơn mà. Bên đó hả? Ừ rồi, ba thả bên đó ha, ba thả bên đó nữa. Thế rồi, tắm. Ồ, rồi. Tắm quá trời. Ồ. Con đó hả? Ở cắn. Ở ơi. Ở hai nè. Mà con cá con ơi. Nó chỉ rồi. Chỉ treo nè trời. Nó treo nè trè. Ồ nó mệt rồi. Thấy chưa? Con cầm nó chi nó sợ nó mệt rồi thấy chưa? Thì con thấy chưa? Con không đụng vô cá nữa. Con thấy chưa? Rồi, con làm cá nó mệt rồi. Thấy chưa? Con đụng vô là nó xỉu bây giờ. Con để nó nghỉ ngơi đi nha. Để nó ngủ đi, để nó ngủ nó khỏe đi rồi mình rồi ba cho con bắt cá bỏ vô hồ. Ok. Ok. Nhưng mà lát nữa nha, bây giờ để nó ngủ ok không? Ok đâu, tay ok đâu. Tay ok đâu coi. Ok. A few moments later.